Chào các bạn nhỏ đang đến với chương trình Chúc bé ngủ ngon của Quanh Quay Radio. À, mưa rồi, mẹ ơi cho con đi ra ngoài sân tắm mưa nha. Không được đâu bé Duyên, mẹ sợ là con sẽ bị cảm đó. Không sao đâu mẹ, cho con tắm mưa đi. Thôi được rồi, mà phải mặc áo mưa vào đó nha. Dạ, con biết rồi, con cảm ơn mẹ nhiều nhiều. Ơ nhưng mà mẹ ơi, áo mưa của con á, hôm bữa con để quên ở trên chùa mất tiêu rồi. Vậy thì con vào mượn áo mưa của anh Đông Đóm đi. Anh Đông Đóm ơi, anh cho em mượn cái áo mưa một xíu nha. Ủa? Ồ, vậy là anh Đông Đóm đang ngủ rồi. Thôi, anh ngáy chắc là anh nói đồng ý rồi đó. Mình lấy luôn. Câu chuyện chiếc áo mưa của Đom Đóm. Bé Duyên, anh Đom Đóm đã đồng ý cho con mượn áo mưa chưa? Dạ rồi. Con dậy rồi đó hả Đom Đóm? Dạ, mà ngoài trời mưa to ghê mẹ. Ủa, nhưng mà cái áo mưa đó là của con mà. Bé Duyên, sao em lấy áo mưa của anh mặc vậy? Dính hết bùn lên áo mưa của anh rồi kìa. Ủa, em mượn anh rồi mà. Em mượn hồi nào đâu? Lúc nãy anh đang ngủ đó. Vậy là em ăn trộm đồ của anh. Ủa, em mượn chứ em ăn trộm hồi nào đó? Bé Duyên, con vào đây. Dạ. Tại sao con lại trộm lấy áo mưa của anh? Ủa, con có ăn trộm đâu? Có, em lấy trộm áo mưa của anh. Đom Đóm, con giữ im lặng cho mẹ nói chuyện với em nè. Con có biết là mình đã sai gì không bé Duyên? Mẹ ơi, nhưng mà con có lấy trộm đồ của anh mà, con nói thiệt. Thứ nhất là con đã nói dối mẹ. Con nói là con mượn của anh rồi, nhưng chưa có sự đồng ý của anh thì sao gọi là mượn được. Đó là một hành vi ăn trộm nha bé Duyên. Và mẹ cảm thấy rất buồn. Các con còn nhớ là Chúa Giê-xu đã nói gì về hành vi trộm cắp không? Dạ, đó là hành vi xấu đúng không mẹ? Con nhớ là Chúa đã nói đến trong 10 điều răn thì phải. Đúng rồi đó con. Và Chúa cũng đã dạy chúng ta là thay vì trộm cắp thì hãy cho đi. Khi có ai đó muốn chiếc áo của con thì hãy đưa cho họ luôn cả chiếc áo khoác ngoài nữa. Chúa muốn chúng ta biết ban cho, giống như cách mà Chúa đã hy sinh chính mạng sống của mình để ban sự sống cho chúng ta, dù chúng ta chẳng xứng đáng. Trộm cắp là một hành vi không phù hợp với những người theo Chúa, phải không các con? Dạ, con biết lỗi của mình rồi. Con xin lỗi mẹ. Con nên nói xin lỗi với anh nữa. Nè, em trả áo mưa cho anh nè. Em xin lỗi anh Đom Đóm. Em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu. Bé Duyên nhớ nha, nếu mượn mà không có sự đồng ý thì cũng giống như ăn trộm vậy đó nha. Dạ, em nhớ rồi. Anh Đom Đóm ơi, Timo nhà em á cũng hay vậy lắm đó. Em chưa có đồng ý hả mà Timo đã tự lấy luôn rồi. Chắc là vì Timo cũng chưa hiểu được việc lấy đồ của người khác mà chưa có sự đồng ý là ăn trộm thôi. Giọt Sương hãy giải thích cho em ấy hiểu đi. Chắc là Timo sẽ không như vậy nữa đâu, đúng không các bạn nhỏ? Ờ ha, vậy là em sẽ dùng bài học ngày hôm nay để giải thích cho Timo hiểu. Em cảm ơn anh Đom Đóm nha. Không có chi nè, các bạn nhỏ cũng hãy nhớ là đừng có bất cứ hành vi ăn trộm nào nha. Mà thay vào đó, hãy nhớ đến lời Chúa đã dạy trong Ê-phê-sô, đoạn 4 câu 28. Ai hay trộm cắp, hãy thôi trộm cắp mà bắt đầu làm việc. Phải kiếm việc làm lương thiện để có thể giúp đỡ những người nghèo khó hơn mình. Còn bây giờ, chị Giọt Sương mời các bạn nhỏ cùng cầu nguyện nha. Con cảm ơn Chúa vì bài học hôm nay nhắc chúng con không được có hành vi trộm cắp, vì đó là một việc làm xấu, nhưng phải biết ban cho và giúp đỡ người khác nữa. Xin Chúa giúp chúng con luôn làm theo lời của Ngài, con cầu nguyện. Trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Ơ,
Bây giờ thì đã đến giờ mà chúng mình phải đi đánh răng rửa mặt để đi ngủ rồi các bạn nhỏ ơi. Anh Đơm Đớm và chị Giọt Sương phải chào tạm biệt các bạn nhỏ rồi. Nhưng mà đừng quên là phải cùng ba mẹ đọc lại câu gốc hôm nay một lần nữa nha. Chúc bé ngủ ngon. Giấc mơ đã đến rồi, trăng sao sáng dịu kỳ, tình Chúa cho con người. Ngủ à nhé bé ơi, tiếng ru Chúa êm đềm, Giê-xu yêu em nhiều, em hãy ngủ đi. Giê-xu.